chào các con. Cô Hoàng Vân rất vui mừng chào đón các con đến với bài học trang số 35. Hôm nay chúng mình sẽ học thêm một nốt nhạc mới ở khóa pha để chúng mình cùng quan sát và khám phá xem nốt gì nhé. Chúng ta đã học được 4 nốt ở khóa pha rồi, đó là nốt Do, Si, La, Son. Và Do, Si, La, Son này ký hiệu là C, B, A, G. Và nốt cuối cùng chúng ta sẽ được học trong quyển sách này ở khóa pha đó là nốt F, tức là nốt pha. Nốt pha thì được viết ở khóa pha là ở trên dòng thứ tư đếm từ dưới lên nhé các con. Bây giờ chúng mình thử tìm nốt pha trong bản nhạc này. Chúng ta sẽ tìm ở khóa pha. Nốt pha là nốt dòng 4, như vậy cô đã tìm thấy nốt này, tên là nốt pha. Hay ở dưới dòng này thì đây là nốt pha. Và ở cuối này cũng có nốt pha. Bây giờ cô Vân sẽ hướng dẫn cho các con đọc nốt nhạc của bản nhạc này nhé. Cô sẽ lấy nhịp đều của nhịp 4-4 và cô đọc. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Fa, fa, re, re, do, do, la, la. Fa, la, do, fa, re, re, re. Fa, fa, re, re, do, do, la, la, fa. La, do, re, la, fa, fa. Nốt pha là một nốt có cao độ rất là thấp đúng không? Rồi, bây giờ thì cô sẽ hướng dẫn cho các con phần chơi trên đàn. À, còn một chút nữa, cô sẽ hướng dẫn cho các con nốt một phần nữa trong trang sách này. Ở trang này các con có phần đóng khung nhé. Đây là phần mà chúng ta sẽ viết nốt pha mà chúng ta được học ở khóa pha này. Và nốt pha ở khóa son thì chúng ta học trước đó rồi, thì chúng ta cũng viết vào đây. Như vậy, ô đầu tiên này các con sẽ viết nốt pha tròn ở khóa son và khóa pha. Ô thứ hai thì các con viết nốt pha trắng. Ô thứ ba thì các con viết nốt pha trắng chấm. Và ô cuối cùng thì các con sẽ viết nốt pha đen. Bây giờ cô đã hướng dẫn xong phần lý thuyết và phần nốt nhạc của bản nhạc trang số 36 In a Rickshaw. Và bây giờ thì cô sẽ hướng dẫn cho các con chơi trên phím đàn. Các con cùng quan sát cô nhé. Chúng ta sẽ đặt tay phải ở vị trí đô trung tâm. Còn tay trái thì các con có một nốt nhạc mới. Thì đó là nốt pha. Bây giờ thì cô sẽ hướng dẫn cho các con tìm nhé. Đô, si, la, son, pha. Đây là phím pha nhé các con. Chúng ta sẽ đặt ngón năm tay trái ở phím pha này. Bây giờ cô sẽ chơi từ đầu đến cuối. Nhịp 4-4, cô sẽ lấy đều 4 phách. 1, 2, 3, 4. Fa, fa, re, re, do, do, la, la, fa, la. Do, fa, re, re, re. Fa, fa, re, re, do, do, la, la. Rất là hay và vui nhộn đúng không? Chúng ta cùng nghe cô chơi với lại nhạc nhé. 1, 2, 3, 4. Xong cho các con bài trang số 36. Ở bài này chúng ta thực hành ở nốt pha khóa pha.
đó là vị trí ngón số 5 tay trái. Chúng ta sẽ dịch từ nốt đô xuống, chúng ta sẽ tìm được phím pha nhé. Và các con luyện tập bản nhạc này đều nhịp với lại nhạc và chúng ta chơi được ở tốc độ nhanh thì chúng ta chuyển sang bài mới nhé. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các con ở bài học sau.